Đây là mô hình hình lập phương các bạn nhé. Đây là hình 7.3 sách kết nối tri thức toán 11. Các mặt là các hình vuông. Dụng cụ làm là dùng các cái đũa công nghiệp, rồi dùng kéo dặn dặn lại các bạn, kéo dặn dặn lại để đứng chéo.